Sau gần một giờ đồng hồ đi bộ trên các bậc thang, bây giờ chúng ta đã ngay trước cửa động Hương Sơn dẫn vào chùa Hương, nằm trong động Hương Tích. Chúng ta cùng vào tham quan chùa Hương. Hiện nay chúng ta đang đứng ngay trước cửa động Hương Tích dẫn vào chùa Hương, với vách đá và những rêu phong xung quanh vách đá, chúng ta thấy hang động rất là hùng vĩ. Hiện nay ở phía sau chúng ta thấy mọi người đang chuẩn bị lễ vật để mang vào bên phía bên trong là khu vực chùa Hương để cúng. Rất là nhiều người, hiện nay rất là nhiều người ở đằng sau chúng ta thấy. Tuy nhiên, theo những người biết chuyện cho biết là vào ngày mùng 6 Tết hàng năm, vào ngày lễ hội sẽ rất là đông, đông gấp nhiều lần, hầu như không còn chỗ trống, chỗ nào cũng đặt người. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chùa Hương. Mình quyết định đi chùa Hương lâu nay, hồi nhỏ thì rất là thích, chưa có dịp đi cho nên muốn đi để xem mây mù, mà rất tiếc là trời nắng con không thấy mây đâu hết, nhưng mà cảnh rất đẹp. Ở đây già vô đây cho chú phỏng vấn con đi. Bé này tên gì? Tên là Eliza. Eliza nãy giờ đi chùa Hương có cảm xúc như thế nào? Thấy rất là khỏe. Sao nói với chú, sao nhìn mẹ? Chỉ thấy khỏe thôi. Eliza, tại sao mà Eliza có sức mà không chịu đi bằng đi bộ mà lại đi đi cáp treo? Tại vì lỡ mua vé rồi mình phải đi. Lát nữa con đường xuống thì mọi người lựa con đường đi cáp treo hay là đi bộ? Đi bộ. Hứa nha. Dạ hứa. Dạ là chắc chắn rồi. Chị về Việt Nam kỳ này ăn Tết có đi hành trình đi những đâu thưa chị? Về Việt Nam đi ăn Tết thì đi ra Hà Nội để ăn Tết 30, đón pháo bông giao thừa tại Hồ Hoàn Kiếm, trên quán cà phê gì? Club Cafe. Rồi đi xuống tới Cà Mau, đi đất mũi rồi. Đi đất mũi để thăm điểm cuối cùng của Việt Nam. Rồi đi Campuchia. Cây số 1. Cây số 1 hả? Cây số 1 của mũi Cà Mau. Rồi bơi xuống bắt cá. Bơi xuống sình bắt cá luôn. Rồi đi lên tới Campuchia. Để cô cái gì Uncle What? Uncle Tom. Vậy là chuyến đi này đi tương đối cũng nhiều nơi, chị thấy cảm thấy nơi nào là đắc ý nhất trong chuyến đi này thôi? Đắc ý nhất là cái con dòng sông từ ngoài đi vào đến chùa Hương là một cái nơi lãng mạn và rất đẹp, thích nhất, sẽ đi lại khi mùa đông. Suối Yến đấy, gọi là Suối Yến. Suối Yến hả? Chị chắc là hồi xưa cũng có đọc về chùa Hương hoặc là nghe bài thơ của Nguyễn Nhật Pháp về chùa Hương. Chị ấn tượng về chùa Hương, ấn tượng về chùa Hương trước khi đi và sau khi đi nó như thế nào? Trước khi đi thì cảm thấy nó sẽ là mơ màng hơn. Sau khi đi có lẽ là vì mình đi quá trễ, cho nên cái khung cảnh ở đây nó làm lung tung quá, không còn cái hoang dã nữa. Điểm đó là một điểm rất tiếc. Mình sợ sau này hai bên chùa Hương nó xây nhà lầu thì chết. Chúc mừng năm mới. Happy Lunar New Year. Phố Bonsa TV ở USA. Ok, chúc mừng năm mới. An khang thịnh vượng. Happy Lunar New Year to all my friends in Melbourne. Đi.
trong chùa, giống như là một cái nơi, bất cứ một cái hang động nào, từ trên nước nhỏ xuống tạo thành những thạch nhũ ở bên dưới. Tuy nhiên đối với những người có lòng tin thì người ta cho rằng những nơi đây là những nơi liên thiêng, và có khi hứng được những giọt nước ở đây bôi lên người sẽ tạo được những cái sự may mắn. Người ta tới đây để cầu cho bình an, may mắn. Khi mà để tay như vậy, thực ra là thỉnh thoảng mới có những giọt nước rơi xuống. Và người nào có giọt nước rơi trúng thì người ta sẽ xoa vào mặt để mà cầu lấy cái sự bình an từ trong chùa Hương. Ở tỉnh Bắc Ninh, huyện Tiên Du, thị trấn Nim. Thế tôi hôm nay tôi đi về chùa Hương thì tôi cũng chỉ cầu mong bản thân tôi được sức khỏe, để được khỏe mạnh, để giúp đỡ cho các con các cháu trong gia đình. Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bô Sa TV, như vậy là sau mấy tiếng đồng hồ đi từ bên ngoài, đi đò rồi vào bên trong, chúng ta leo núi, bây giờ chúng ta đã ở ngay điểm chính của chùa Hương, ngay trong động Hương Tích. Và một cái duyên kỳ ngộ, chúng tôi lại gặp ngay một vị khách từ Hà Nội cũng đi viếng chùa Hương hôm nay. Chị ấy tên là Hương. Chúng ta sẽ nhờ chị Hương, một người đã từng đến chùa Hương khá nhiều lần rồi, nói một chút xíu về động Hương Tích này. Chào chị Hương. Chị Hương có thể nói đôi chút về cái điểm vị trí này thưa chị? Rồi, cảm ơn anh. Lần đầu tiên anh là người đến chùa Hương phải không ạ? Yeah. Phải nói rất là may mắn. Anh dường như tôi thấy anh như là người Việt Kiều từ Mỹ về. Tôi thấy rằng anh rất là may mắn được đến một cái nơi được gọi là Nam Thiên Đệ Nhất Động của người Việt mình. Dường như bất cứ người dân Việt nào cũng đều biết đến chùa Hương với một cái niềm thành kính và một cái tâm linh, một cái tín ngưỡng ở trong trái tim mình. Chùa Hương ở đây, như anh đến đây, anh đã đến chỗ gọi là Nam Thiên Đệ Nhất Động, và đây là cái điểm chính nhất của di quần trong quần thể di tích chùa Hương. Ở đây được gọi là Động Hương Tích. Trong đây thì có thờ Phật và có thờ cả bà Chúa Ba. Thì ở đây là mang, nó gắn bó lại chùa Hương ở đây. Thì theo về mặt lịch sử các thứ thì tôi nghĩ rằng là cũng không có điều kiện để nói chi tiết thông với anh. Nhưng hẳn là anh sẽ thấy rằng anh đi từ Bến Đục, anh xuống đò đi suối Yến với hành trình khoảng 40 phút thì anh đã được dừng chân và anh đã đi bộ. Mà phải nói tôi rất là ngưỡng mộ là anh đã có một hành trình là leo núi lên đến tận đây. Vì bây giờ là hầu hết phải để nói là đến 2/3 hoặc nhiều hơn là người Việt đã lựa chọn cáp treo để đi. Nhưng chắc hẳn là anh sẽ nhìn thấy rằng là chùa Hương rất là đẹp đến mức như thế nào. Sơn thủy hữu tình, mà dường như là anh thấy rằng là chùa Hương cả quần thể này như là Hạ Long ở trên cạn. Đấy, thì tôi hy vọng rằng là anh nhân cái nhân duyên này cũng rất là vui. Đầu xuân năm mới tôi được gặp anh, có một người bạn mới, và được giới thiệu về chùa Hương, được biết về chùa Hương. Và hy vọng là sau này sẽ có rất là nhiều, qua Bôn Sa TV thì sẽ có rất nhiều bà con mình ở nước ngoài sẽ có điều kiện về để đến thăm chùa Hương và chiêm bái đất Phật chùa Hương. Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bôn Sa TV, đầu năm mùng 2 Tết, vào trong tới điểm cuối cùng của chùa Hương, không gì may mắn bằng gặp duyên kỳ ngộ, gặp một chị tên Hương rất rành rẽ về chùa Hương như vậy. Tôi cùng với gia đình thì đến đây thường xuyên, gia đình chúng tôi thường xuyên là đi vào ngày mùng 2 Tết đến đây như là một cái tín ngưỡng tâm linh của gia đình, và cũng mong muốn đầu xuân năm mới thì có một chuyến du xuân đến đây để được bái Phật, chiêm bái Phật. Và đây còn là một cái di tích rất là nổi tiếng của đất Bắc, trong này có thờ bà Chúa Ba, và hy vọng rằng là đến gia đình muốn đi vừa là du xuân, vừa để có một cái tín ngưỡng là mong những điều tốt đẹp nhất đến cho gia đình. Chúng tôi thì là cũng ngoài ra còn đi làm là doanh nhân, làm kinh doanh, nên chúng tôi cũng mong muốn được đất nước thì ngày càng phát triển, kinh tế thì ổn định, và mọi thứ là sẽ được đi theo hướng đi lên và tốt đẹp hơn. Nói chung là tín ngưỡng của con người, người Việt mình thì luôn luôn kỳ vọng vào những điều tốt đẹp và trong năm mới, đặc biệt trong năm mới. Đấy là mỗi năm chị đều đi như thế này, theo chị nghĩ nó có một cái điều linh thiêng nào đó mà chị chứng nghiệm từ nhiều năm qua không? Câu hỏi rất là thú vị. Thực ra thì linh thiêng hay không thì đấy là nó từ trong trái tim của mỗi người, từ tâm.
thì các cụ nói là tâm xuất thì Phật biết, thì mọi mình mong muốn đi đầu xuân năm mới thì muốn đi lễ chùa, thì cũng qua đấy thì giáo dục cho con cái trong từ đời bố mẹ chúng tôi như thế này, các con đi lễ chùa đầu năm thì sẽ hướng thiện và làm những việc tốt, suy nghĩ đúng, làm đúng và làm những điều tốt có ích. Chị Hương đã đi tới chùa Hương nhiều lần. Nếu mà những người nào mà chưa từng đi tới chùa Hương, đặc biệt là những bà con ở hải ngoại, chị nói điều gì về chùa Hương? Thật sự mà nói, đây là có thể nói đây là Nam Thiên Đệ Nhất Động, chắc là bà con ở hải ngoại cũng cố gắng nên về được chiêm bái đất Phật ở chùa Hương một lần, ít nhất là một lần. Có thể nói đây là một cái nơi rất là đặc biệt, tức là trời đất ban cho đất nước Việt Nam chúng ta, nếu như bà con được đến đây thì rất là tuyệt vời. Ở đây cũng mang rất nhiều cái sự tích, để ruộng như bà chú bà ở đây đã từng là cái kho giúp đỡ cho chống giặc ngoại xâm. Và cái điều này thì bà con hải ngoại mình mà nếu như có điều kiện thì cũng cố gắng nên đến đây. Thực sự đây thì chắc hẳn anh đi vào đây anh sẽ được đi dọc suối Yến, đúng không ạ? Anh thấy cảnh rất là sắc, rất là đẹp, đặc biệt hôm nay thời tiết rất là tuyệt vời. Thế thì có rất là nhiều điều kiện, ngoài đây là mùa lễ hội, có thể là đến chùa Hương bất cứ lúc nào, không chỉ lễ hội. Cũng mong muốn có một cái chút may mắn trong đầu năm thì đến cây vàng cây bạc để xoa và lấy may và lấy cái đầu giữ đồng tiền này trong ví của mình, với cái mong ước là đồng tiền trong năm, trong sự cố gắng của mình sẽ đồng tiền sẽ được sinh sôi nảy nở, được có chút lọc rồi lấy may, gọi là lấy may hay là tín ngưỡng. Thấy được rồi. Nơi đây là cái vị trí người ta thường tới để xin con cầu tự bằng cách là lấy tay xoa vào những cái cục đá ở đây. Bên này thì xoa để có con trai, còn bên kia, mé bên kia thì xoa để có con gái. Đó là một cái niềm tin mà nhiều người cho rằng là nó có hữu hiệu với họ. Như vậy là chúng ta kết thúc chuyến đi thăm chùa Hương vào ngày mùng 2 Tết ở địa điểm này, nơi chính của chùa Hương. Sáng nay khởi đi từ 7 giờ sáng ở Hà Nội, qua chặng đường ô tô, qua chặng đường đi đò, leo núi, và bây giờ kết thúc ở đây ở khoảng vào lúc 3 giờ chiều. Chuyến đi chùa Hương chấm dứt, chúng ta bây giờ trên con đường về sẽ đi bằng dây cáp treo để thấy phong cảnh khác với đường đi lên bằng đường bộ như thế nào. Chúng ta đã ở ngay điểm cuối cùng, cái quán cuối cùng trước khi bắt đầu lựa chọn đi cáp treo hoặc là đi bộ để đi xuống. Đây là một trong những quán rất nhiều trên đường đi để khi mà du khách mệt hoặc là đói bụng hoặc là khát nước có thể ghé vào ngồi nghỉ một chút, ăn uống một tí rồi tiếp tục đi. Do vậy cái chuyện mà đi chùa Hương của năm 2015 nó không còn khó khăn như là đi chùa Hương của những thập niên trước kia. Đây là những món ăn trên đường đi người ta bán củ dông. Trên con đường đi lên, chúng ta đi bộ đã cảm nhận được cái sự mệt mỏi, công phu của cái việc đi lên chùa Hương bằng đường bộ. Mặc dù là
thời nay với những bậc thang xây sẵn được mở rộng ra, nhưng phần nào cũng đã cảm thấy được cái sự mệt mỏi công phu để đi lên chùa Hương. Đường đi xuống, chúng ta đi bằng cáp để thấy được sự hùng vĩ của ngọn núi dẫn tới chùa Hương. Vân Đình, chùa Hương. Hôm nay được đi lên tham quan chùa rất là lần đầu tiên, rất là phong đẹp, phong cảnh rất là đẹp, rất đông người, và khi mình đi lên chùa mọi sự khó mắc trong cuộc sống mình rất là thanh tịnh và giải tỏa được tâm hồn của mình thoải mái. Cháu là Nguyễn Viết Biên, quê ở Hòa Lam, Ứng Hòa, Hà Nội. Đây là lần đầu tiên được đi chùa và cảm thấy rất là vui. Đến đây thì mọi những gì mình để trong lòng nó khó nói thì đến đây được giải tỏa rất là nhiều, và mục đích thứ hai là để thắng cảnh, cầu sức khỏe cho gia đình và trong công việc, và những gì tốt đẹp đến với mình và mọi người trong năm 2015. Mình cho đến đây cùng biết để cho gia đình mạnh khỏe, sau đó mới làm ăn tận tới, mọi người đi trên đường an toàn và đi đến nơi đến chốn. Tình duyên thì theo cháu thì cái đấy thì để sau, cứ để cho nó thuận theo tự nhiên. Và bây giờ chúng ta sẽ xuống đò đi xuôi theo suối Yến trở lại Bến Đục trên đường trở về Hà Nội.
Trên đường đi từ chùa Thiên Chù vào trong trên đường đi từ đền Trinh trên đường đi có rất nhiều phong cảnh đa dạng được kết cấu bởi những dãy núi khác nhau. Bên trái chúng ta hiện nay là núi Đầu Voi hả? Không lại. Tên gì? Voi Phục. Núi Voi Phục hả? Lại. Nếu mà ai đó chọn cách đi lên chùa Hương bằng cách đi bộ, không phải đi cáp treo, thì là sẽ mất khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ để leo lên tới chùa Hương, lên dốc. Sau gần 1 giờ đồng hồ leo núi, chúng ta đã tới ngay cửa động Hương Sơn, tức là con đường dẫn vào chùa Hương Tích nằm trong... Mọi người mong muốn có một chút sữa mẹ để có mong sao được có sức khỏe, được ấm no. Con sữa mẹ đằng kia mà. Bây giờ đường đi xuống, bằng cáp treo chúng ta lại được hưởng những cái góc nhìn thiên nhiên rất là hùng vĩ ở khu vực có quả núi với chùa Hương. Một cái này núi gọi là 1, 2, 3 chúc mừng năm mới. 2, 3 rồi. Năm mới an khang thịnh vượng, năm mới tràn đầy hạnh phúc. Năm mới 1, 2, 3 Happy New Year, chúc mừng năm mới. Chưa 1, 2, 3 Happy New Year, chúc mừng năm mới. Quá thèm.